Đây là tủ lạnh Panasonic. Đây, thương hiệu Panasonic. Inverter luôn nha. Chữ Inverter đây. Cái model của nó là, để mình quay cái model. Model của nó là NRBA178 nha. Hiện tại cái hiện tượng của nó là không đông đá nha. Đây. Nước này là nước đá trong tủ, mình lấy ra nước, chỉ nước không không có đá nha. Rồi, bây giờ mình đang test cái chế độ, mình đã kiểm tra và mình thay thế linh kiện rồi. Giờ mình đang test cái chế độ là xả đá cho nó nha. Này, mình đang test chế độ xả đá đây. Cái cảm biến thì mình nhét vô trong nước đá, mình tạo cho nó cái độ lạnh. Để mình test cái chế độ xả đá. Này, quạt nó đã quay rồi. Giờ nó đang xả đá. Giờ ngăn mát. Này, muốn test được chế độ xả đá thì ngăn mát nó cũng phải là, cảm biến nó cũng phải là đồng đá. Đây, cảm biến ngăn mát mình để lên cái cục đá, vậy là xong. Nước nhiễu này, nước nhiễu. Vậy là bây giờ cái tủ lạnh bây giờ đã sửa xong rồi nha, nó giờ là nó xả đá tự động tốt rồi đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.